Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu. Và trong clip ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Trường Thành Audio nha. Chúng ta sẽ đánh giá chi tiết toàn bộ về một mẫu sản phẩm rất là hot của JBL trong thời gian qua. Không xa lạ gì, đó chính là mẫu JBL MK12. Đây có lẽ là một trong những mẫu loa mà Quang Trường sẽ dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chia sẻ đến quý vị và các bạn liệu rằng chúng ta có nên đầu tư một cặp loa JBL MK12 cho một hệ thống giải trí của nhà chúng ta quý vị này, từ xem phim, nghe nhạc và hát karaoke. Rõ ràng là chúng ta muốn giải trí thì chúng ta phải đi tìm những cặp loa và những hệ thống âm thanh. Ngoài chất lượng của một cặp loa ra thì trong một hệ thống âm thanh thì nó có rất nhiều những thiết bị mà quý vị và các bạn chúng ta cần phải lưu ý nha. Và bây giờ thì trong một clip chắc chắn chúng ta sẽ phải test thử chất lượng âm thanh rồi. Nhưng mà để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì Quang Trường sẽ đánh giá sơ bộ qua về lối thiết kế của mẫu loa JBL MK12. Và chúng ta sẽ nghiên cứu xem mẫu loa này nó nằm trong phân khúc và định hướng phát triển sản phẩm của JBL như thế nào. Và quý vị và các bạn, bây giờ trước khi Quang Trường đánh giá chuyên sâu nha, thì quý vị hãy dành một chút thời gian để chúng ta test thử qua một đoạn music tầm khoảng 20 giây. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá chi tiết về mẫu loa này. Vừa rồi thì quý vị và các bạn chúng ta đã được trải nghiệm qua khoảng 20 giây chúng ta nghe một đoạn nhạc rất hay trên mẫu loa JBL MK12 này. Và trong rất nhiều phân khúc quý vị nhé, chúng ta sẽ có cái sự đánh giá chất lượng âm thanh ở trong từng phân khúc sẽ khác nhau rất là nhiều. Không thể nào chúng ta sẽ lấy một mẫu loa nằm ở trong phân khúc dưới 15 triệu chúng ta so sánh với những mẫu loa khoảng vài chục, thậm chí vài trăm hoặc là vài tỷ. Và âm thanh thì nó rất là vô cùng, và chúng tôi chưa có một cái thông tin nào đánh giá tức là âm thanh ở ngưỡng bao nhiêu là hay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết về lối thiết kế của loa JBL MK12. Với dòng MK12 này thì nó nằm trong 3 mẫu loa nằm bán chạy nhất của JBL toàn thị trường Việt Nam. Quý vị nha, trên thế giới thì Quang Trường chưa có dữ liệu, cho nên là chúng ta chỉ có dữ liệu ở thị trường Việt Nam thôi. Bán chạy nhất đó chính là mẫu Patson 12 nha quý vị, là bán chạy nhất trong những mẫu loa nằm bát 30 của JBL tại thị trường Việt Nam. Và xếp thứ hai đó chính là mẫu JBL KI512, cao cấp hơn Patson 12 một chút. Và thấp hơn Patson 12 với KI512 thì đó chính là dòng JBL MK12. Và rõ ràng đây là 3 mẫu loa nằm bát 30, hay chúng ta gọi chính xác hơn là bát 12 in, bán chạy nhất của JBL. Vậy thì có một cái điều rất là hay quý vị nha, sau khi đánh giá về lối thiết kế của MK12 thì Quang Trường sẽ nói sâu hơn một chút với quý vị và các bạn tại sao hãng JBL lại chia ra thành 3 cái model bát 30. KI512 thì cao hơn Patson 12 đâu đó khoảng tầm 2 triệu, có những thời điểm thì hơn một chút, và Patson 12 thì cũng chênh MK12 đâu đó cũng tầm khoảng trên 2 triệu, rất là hay đúng không ạ? Và đây, với lối thiết kế của MK12 thì hãng JBL thuộc sở hữu của tập đoàn Hạc Ma quý vị nha, và bây giờ thuộc sở hữu của Samsung, lấy ý tưởng của sự lan tỏa sóng của một giọt nước. Quý vị nhìn này, tấm bề căng lưới của MK12 lan tỏa cứ như một giọt nước nó rơi xuống mặt hồ, sau đó nó lan tỏa các cái sóng giao thoa ra, thì nó được lấy ý tưởng để sử dụng trên cái tấm bề căng lưới của MK12. Đây là một mẫu loa nằm của JBL cho nên chúng ta sẽ thấy nó rất quen thuộc. Toàn bộ cái lớp vỏ thì đều được phủ một cái lớp đề can nha mọi người. Lớp đề can màu này là màu ghi nha mọi người, màu ghi hơi ngả đen một chút. Và toàn bộ cái tấm e-căng lưới này thì được sơn một lớp sơn tĩnh điện màu đen. Và đằng trước thì hãng JBL để một cái logo ở bên phía tay phải của chiếc loa quý vị nha, để nhấn mạnh lên cái giá trị của thương hiệu này. Và toàn bộ chiếc loa JBL MK2 của chúng ta thì cái lớp vỏ quý vị này, lớp vỏ gỗ này thì được nhà sản xuất làm bằng gỗ MDF mọi người nha. Với những mẫu loa bình dân của JBL thì chắc chắn chúng ta không được sử dụng những chất liệu cao cấp như gỗ bạch dương, so với những cái clip mà Trần Thái Nhu đã review rất nhiều những mẫu loa cao cấp của những thương hiệu khác nha mọi người. Và đây là cái gỗ MDF công nghiệp.
Và bên trên này thì chúng ta sẽ được trang bị hai cái ốc để quý vị và các bạn chúng ta sử dụng những cái giá treo để quý vị treo lên tường, và chúng ta treo trong những cái phòng kinh doanh karaoke chuyên nghiệp cũng sử dụng rất là tốt trên cái mẫu loa JBL MK12 này. Và có thể nói rằng là toàn bộ cái lối thiết kế của MK12 thì có cái điều nhấn mạnh nhất, đó chính là cái tấm ekang lưới nha mọi người. Và đây cũng là một cái rất là ấn tượng với mẫu loa MK12 này. Và đây, bây giờ quý vị sẽ nhìn được chi tiết mặt sau của mẫu loa MK12 này. Quý vị sẽ thấy nha, đây là một mẫu loa được nhà sản xuất để hai cái lỗ thoát hơi ở phía sau. Lỗ thứ nhất bên dưới này và bên trên là một lỗ nữa. Và đây là một chiếc loa vế trái nha mọi người. Đây là một chiếc loa vế trái có cái hiệu là LED quý vị này, L. Khi treo loa thì quý vị cũng lưu ý nha, với những cái dòng loa nằm của JBL thì người ta sẽ chia ra mỗi bên, mỗi vế là một chiếc loa LED và RIDE. Và với một chiếc loa còn lại là vế phải thì quý vị treo đúng hướng nha. Và đây, với mặt sau thì nó là một mẫu loa nằm rất là phổ biến thôi, cho nên chúng ta sẽ thấy có cái tem dán của nhà sản xuất quý vị này, MK12, tên model này và series sản phẩm. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ thấy có một cái tem chống hàng giả của tập đoàn Hangman, của hãng JBL dán ở trên sản phẩm này. Và bên dưới quý vị để ý nha, sẽ có hai cái rắc để chúng ta xoáy dây loa. Có một bên là màu đen là cực âm quý vị này, và bên đây là cực đỏ là cực dương. Rất là đơn giản thôi, trên mẫu loa JBL MK12 này. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ đánh giá thêm cho quý vị và các bạn về toàn bộ cái driver trên mẫu loa JBL MK12 này, xem nó có gì khác biệt so với những mẫu loa cao cấp hơn một chút như là Pattern 12 hay là cái I512 nha. Bây giờ thì Quang Trường sẽ cùng với quý vị nha, chúng ta sẽ đếm xem chiếc loa MK12 này có bao nhiêu cái loa ở bên trong. Đây thì quý vị, wow, có một loa bass quý vị ạ. Bên đây lại có hai loa nhỏ nữa, không biết là chung hay là chép đây, đúng không ạ? Và theo thông số của nhà sản xuất quý vị nha, nó được sở hữu một cái loa bass chính này, và kích thước của loa bass này là 12 inch hay chúng ta gọi nôm na là bass 30. Và đây là một mẫu loa nằm hai guây của JBL. Và bên đây chúng ta sẽ thấy là có hai cái loa nhỏ này, nó chính là hai cái loa chép có đường kính khoảng 7,6 cm nha mọi người. Và cái lối thiết kế kích thước tổng thể của vỏ thùng loa MK12 thì chiều ngang là 57,5 cm nha mọi người, và chiều sâu là 35,5 cm, và chiều cao tính từ mặt dưới này lên là 35 cm. Có thể nói với những mẫu loa nằm kích thước bass 30 thì thường các nhà sản xuất hoặc là tất cả các hãng thì họ cũng đều làm kiểu hao hao giống nhau, và cái tỷ lệ chênh lệch thì không quá lớn nha mọi người. Với một cái driver này thì có lẽ có một cái logo của JBL tầm giá khoảng dưới 15 triệu thì rất nhiều quý vị và các bạn chúng ta có cơ hội để sở hữu thì quá hời rồi, đúng không ạ? Trong tầm giá này thì chắc chắn với một hãng có thương hiệu nổi tiếng thì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được so với những cái phân khúc cao cấp hơn như là Pattern 12 hoặc là KI512. Và trên cái mẫu MK12 này thì có thể quý vị và các bạn chúng ta lưu ý nha, với cái mức công suất của dòng MK12 này thì nó cho ra mức công suất RMS liên tục cũng là 250W, giống hệt với Pattern 12, giống hệt với KI512. Cho nên nhiều quý vị lưu ý nha, không phải là công suất lớn mới là loa hay, không phải là công suất nhỏ mà là loa không hay. Loa hay thì nó chi tiết và nó tinh tế, còn về công suất thì quý vị có thể mua cái loa tủ điện hoặc là những cái loa gióng, loa thửa khoảng mấy mấy triệu chẳng hạn. Nhưng mà một thời gian khả năng là phải đi khám lại màng nhĩ quý vị ạ. Đó, cho nên là gì? Có thể về thông số, mẫu MK12 của chúng ta tương đồng với những cái mẫu cao cấp hơn của JBL như là Pattern 12 hay là KI512. Vậy nên với công suất liên tục 250W trên mẫu loa này, quý vị và các bạn chúng ta có thể sử dụng thoải mái nha, trong không gian gia đình khoảng từ 30, 40 hay 50 mét vuông đều được. Và dĩ nhiên là trong từng cái trường hợp quý vị và các bạn chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu kỹ, và đừng quên gọi điện đến cho Trường Thành Audio nha, để được chúng tôi tư vấn chuyên sâu hơn. Dĩ nhiên là trong một clip này chúng tôi không thể nào truyền tải được hết tất cả liên quan đến mẫu loa này, khi phối ghép như thế nào, trong những hệ thống nào. Chúc quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ nói sơ qua, chúc quý vị và các bạn chúng ta nắm được nha, để chúng ta hiểu được hết về cái mẫu loa MK12 này. Chắc chắn bây giờ rất nhiều quý vị và các bạn chúng ta sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về cái chất lượng âm thanh và cái gu, cái sao tiếng của mẫu loa MK12 này, thì hãy cùng với Quang Trường nha, chúng ta sẽ còn phải đánh giá thêm nhiều nhiều nữa về mẫu MK12 này. Có thể nói là quý vị sử dụng cho rất nhiều những không gian khác nhau. Với thông số thì cái mẫu MK12 này của chúng ta thì
thông số của hãng đưa ra là cái đáp tần của sản phẩm nha mọi người, nó dao động từ khoảng 45 Hz này đến 17.000 Hz. Với những dòng loa mà nó xuống được rất là sâu, 45 Hz chẳng hạn, thì đặc biệt là cái giải siêu trầm, những cái giải sắp như là từ khoảng 60 quý vị này, 70 hoặc 80 Hz, thì trên cặp loa này nó vẫn tái tạo ra khả năng rất là tốt nha. Cho nên với cái sao tiếng của những mẫu loa nằm MK12 này thì nó sẽ thiên về sự êm ái nha mọi người, êm ái, và cái giải bát trên một cặp loa bát 30 này khá là ổn định. Với những quý vị nào mà chúng ta không cần quá nhiều giải trầm, có lẽ quý vị cũng không cần phải đầu tư một chiếc loa sắp điện đâu, nhưng với những quý vị nào mà chúng ta cần một cái giải trầm nhiều hơn, sâu lắng hơn, thì có thể quý vị nên phối ghép với chiếc loa, với cặp loa MK12 này, với những chiếc loa sắp điện chỉ cần bát 30 là quá thoải mái rồi quý vị nha. Và thêm một cái chi tiết nữa là cái màng loa này, trong clip này thì Quang Trường chưa mở ra cho quý vị, nhưng sẽ làm một cái clip mở toàn bộ để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng ngắm tất cả cái driver bên trong nha. Nhưng mà Quang Trường có thể nhìn bên ngoài thì với tất cả những cái mẫu loa nằm của JBL thì nó đều được sử dụng cái gân là gân cao su nha mọi người. Và màng loa thì đa phần là sử dụng bằng bìa cắt tông rồi kết hợp trộn với một số cái sợi thủy tinh, những công nghệ rất là đặc biệt của mỗi hãng đều khác nhau. Và cái loa chép này thì nó là dòng chép giấy, cho nên chúng ta sẽ nghe những cái giải âm cao nó rất là nhẹ nhàng, nó không bị quá gắt. Với những mẫu loa này thì quý vị có thể ghép được với rất nhiều những hệ thống âm ly khác nhau, bởi vì cái độ nhạy trên những dòng loa nằm này, đặc biệt là sử dụng những dòng chép giấy, thì nó sẽ hạn chế hú rít rất là nhiều. Cho nên với những âm ly cơ truyền thống này, quý vị đều có thể dễ dàng phối ghép với cặp loa này, chỉ cần chúng ta sử dụng chuẩn theo thông số kỹ thuật của âm ly với cặp loa là được. Hay là hiện đại hơn, quý vị có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ đầu tư một chiếc âm ly số nha, âm ly số 3 trong 1, ghép với cặp loa này rất là hay nha mọi người. Chi tiết từng giải âm, nghe cần giải sắp quý vị đẩy lên vẫn khai thác tốt trên mẫu loa này. Hay là cao cấp hơn chút, quý vị có điều kiện thì chúng ta nâng lên hệ thống chuyên nghiệp như là cục đẩy công suất này, rồi phăng số rời, rồi bộ micro không dây rời, đều ghép với mẫu loa MK12 này sẽ cho ra một cái chất lượng âm thanh rất là hay. Dĩ nhiên là trong một hệ thống âm thanh, quý vị lưu ý nha, chất lượng của một cặp loa này của chúng ta ấy, nó chỉ chiếm tầm khoảng 50% thôi. Còn 50% còn lại thì chúng ta cần phải kết hợp với những thiết bị khác. Ví dụ quý vị đầu tư một cái âm ly khoảng 5 triệu, 7 triệu thì chắc chắn chất lượng khi kết hợp với cặp loa này nó sẽ cho ra ở cái mức độ khoảng 5 đến 7 điểm. Và khi quý vị đầu tư một hệ thống cục đẩy công suất chẳng hạn này, hay vang số cao cấp hơn, micro đắt tiền thêm gấp 2, gấp 3 lần, thì chắc chắn quý vị và các bạn sẽ khai thác được một cách tối đa tất cả cái chất lượng âm thanh, những gì tinh tế nhất mà nhà sản xuất đã gửi gắm vào mẫu loa này. Và trong cái clip ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã cùng với Trường Thành Audio, đặc biệt là Quang Trường, chúng ta đã đánh giá rất nhiều về mẫu loa JBL MK12 này, về lối thiết kế quý vị này. Dĩ nhiên là với lối thiết kế thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều góc độ hệ quy chiếu về thẩm mỹ khác nhau, nhưng với một mẫu loa thì nó gần như với tất cả những hãng loa hiện nay thì nó cũng đều la ná giống nhau quý vị nha. Kiểu giống như mấy chiếc xe ô tô vậy, nó cũng chỉ là một cái thùng tôn xong nó úp lên thôi, thay đổi một chút thôi. Và có thể nói rằng là với lối thiết kế thì khá là hài hòa, và trong cái tầm giá khoảng dưới 15 triệu thì chắc chắn chúng ta cũng có rất ít sự lựa chọn với những mẫu loa nằm đến từ JBL nha quý vị. Trên rất nhiều những cái model sản phẩm của JBL, nhưng mà Trường Thành Audio chúng tôi đánh giá là với những dòng loa nằm bát 30 của JBL thì có lẽ chúng ta nên dừng lại ở MK12, là một sự lựa chọn cũng rất hợp lý với những quý vị và các bạn nha. Rõ ràng là quý vị thử hình dung nha, Quang Trường chia sẻ thêm một chút nữa với quý vị và các bạn. Trong ba cái mẫu loa MK12 này, rồi Patson 12 và KI512, mỗi một phân khúc thì nó sẽ chênh nhau tầm khoảng 2 triệu. Sẽ có nhiều quý vị và các bạn ví dụ như là thêm khoảng vài triệu lấy lên hẳn mẫu Patson 12, hay là thêm một chút nữa lên hẳn mẫu KI512. Nhưng chúng ta sẽ có nhiều cái nhu cầu khác nhau quý vị nha. Có những quý vị chẳng hạn, chúng ta nhầm nhu cầu chúng ta chỉ có tầm khoảng 8 triệu, 9 triệu thì dĩ nhiên là cố lên được cái cặp MK12 này là cả một vấn đề, chúng ta hết sức là cố gắng rồi. Dĩ nhiên là không thể cố lên nữa 12 hoặc không thể cố lên mua KI512 được. Và những quý vị nào chúng ta có điều kiện chẳng hạn, chúng ta có mức kinh tế chẳng hạn là khoảng trên cái mức MK12, thì quý vị sẽ có hai sự lựa chọn tiếp theo, đó chính là Patson 12 và KI512. Vậy thì theo Quang Trường nha, với mẫu loa này cũng rất
đáng để quý vị và các bạn chúng ta đầu tư cho hệ thống giải trí của gia đình. Bởi vì rõ ràng là trong với tầm giá khoảng 15 triệu quay đầu thì có lẽ cũng rất khó có thể kiếm được mẫu loa nằm nào có thể chất lượng vượt qua được MK12 của JBL đến từ tập đoàn Hangman của Mỹ nha mọi người. Vậy thì cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành và theo dõi Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Và khi quý vị và các bạn chúng ta mua những cặp loa JBL MK12 tại Trường Thành Audio hay tất cả những sản phẩm của JBL tại Trường Thành Audio thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ được hưởng cái chính sách hậu mãi số 1 tại Trường Thành Audio, được chúng tôi bảo hành sản phẩm lên tới 5 năm nha quý vị. Và chính sách hậu mãi là 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu không may sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. Và khi đó quý vị và các bạn chỉ cần gửi hàng về cho Trường Thành Audio thì chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ chi phí gửi đi này và gửi về cho quý vị và các bạn nha. Và quý vị sẽ được đổi một cặp loa mới nguyên đai nguyên kiện nguyên series của nhà sản xuất. Và khi quý vị và các bạn chúng ta mua hàng tại Trường Thành Audio thì quý vị lại yên tâm hơn nữa, bởi vì chúng tôi luôn luôn cam kết nha, nếu Trường Thành Audio bán những cặp loa JBL MK2, MK12 là những cặp loa fake thì chúng tôi sẽ tặng ngay quý vị và các bạn 1 tỷ Việt Nam đồng nha. Và quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm đúng không ạ? Để lấy 1 tỷ tại Trường Thành Audio thì hãy qua kiểm tra ngay xem cặp loa JBL MK12 tại Trường Thành Audio có phải là cặp loa chính hãng hay không quý vị nha. Và để xem nhiều thông tin hơn nữa, chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật và giá bán hay là chương trình khuyến mãi thì quý vị nhớ truy cập vào website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio nha, truyenthanhaudio.com, hoặc quý vị có thể gọi qua hai số hotline của chúng tôi là 058-679-8888 và 081-736-5555. Quý vị cảm thấy clip hữu ích thì hãy đừng quên cho Trường Thành Audio xin một nút like quý vị này, rồi share kênh, đặc biệt là nhấn nút subscribe để cập nhật nhiều nhiều những clip mới nhất từ Trường Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.